Sau khi có kết luận cuối cùng về vi phạm của Con Cưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý Thị trường. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công ty cổ phần Con Cưng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, tổ công tác có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có và báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra trước ngày 30 tháng 8 năm 2018. Trước đó, hệ thống siêu thị Con Cưng vấp phải nghi vấn gian lận xuất xứ hàng hóa từ khiếu nại của một khách hàng. Khách hàng này cho rằng sản phẩm đã bị cắt tem nhãn, thay thế bằng tem xuất xứ Made in Thái Lan. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra với 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Con Cưng, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đánh giá, về cơ bản công ty đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.